question. Hello, what's your name? My name is Mitchell. How old are you? I'm 4 years old. How are you today? I'm happy. And what is your favorite fruit? Do you like apple? Yeah, it's a grape. And do you like grapes? Chicken? Miss Luck. You don't like chicken? Yeah, don't prefer knife. Okay, do you like cake? Yeah, some. Do you like birthday? Happy birthday. Yes. And do you like Christmas? Christmas is good. Anh có thể hỏi do em tóc friends? Có hỏi màu sắc nhưng em chưa biết những câu dài đâu. Con có thể hỏi em những màu sắc ở trên áo cho em trả lời. What are you, what color you wearing? It's white. Quá nhiều màu, em không biết là màu gì. It's anh chỉ vào từng điểm một để hỏi em xem đấy là màu gì. What color, what color is it? It's pink. You don't like pink? It's pink? You yeah. You like it too? Pink. Do you like pink? Minh Châu, do you like pink? I don't know. I like. Yes, I like.